Đây thì cái vùng này chúng ta đầu tiên á, thì thầy sẽ dùng cái thước, cái thước bên trái thì kéo ra nè, thì đặt vào trục giữa, ở giữa cái trục giữa của cái hình này ha, đó là cái trục đối xứng, là trục đối xứng. Sau đó thầy dùng công cụ pen, pen này, vẽ hình nè, công cụ pen. Rồi thầy sẽ chấm cái này, mình xuất phát ở đây, chấm này một cái xuất phát. Sau đó tới cái vị trí này, bắt được chính xác vô điểm này á, thì chúng ta vô view snap tool, guideline, nếu mà nó chưa tích thì mình tích nó một cái để mình bắt được mấy cái điểm chỗ này nè, bắt chính từ cái trục này nè. Rồi thì tích vô điểm này thì kéo phình ra cho nó giãn ra, thì cũng tương đối thôi. Nếu mà chưa đúng thì chúng ta lại sửa lại sau không sao hết. Đó, đến đây cũng còn khoảng như đây đó. Như vậy là xong được cái cung này rồi. Sau khi cung này vẽ xong á thì cái tiếp tuyến bên này nè, nó dài bằng bên này luôn đó, nó dài bên này luôn. Thì bây giờ mình vẽ tiếp cái chỗ này thì nó bị méo, cho nên chúng ta nhấn phím Alt kích vô cái nốt này nè, nhấn Alt kích vô cái nốt này để thu hồi lại cái tiếp tuyến này, nó thu hồi lại cái tiếp tuyến này. Rồi sau đó chúng ta xuống đây, chúng ta vẽ bình thường. Như vậy thì cũng không cần chính xác liền này đâu, chúng ta vẫn có thể sửa lại được mà. Đó, tới đây. Sau khi xong được cái tiếp tuyến cái cung này rồi thì nó lại ra một hình dáng rất kỳ lạ, chúng ta không thể vẽ cong được như vậy. Thì chúng ta tương tự như vậy, chúng ta nhấn phím Alt kích vào cái nốt này để nó thu hồi cái tiếp tuyến này nha. Sau đó mình qua đây mình vẽ, và đây mình vẽ cong mình lên, cũng không cần chính xác lắm, cứ như vậy là được rồi. Khi đó thì vẽ được một cái nhánh của cái dù này. Sau đó dùng công cụ Shape Tool để sửa hình, chúng ta sẽ chấm vô cái chỗ nào đó thì ở đó nó có tiếp tuyến xuất hiện. Đó, chúng ta là sửa tiếp tuyến này đi thôi. Đó, sửa tiếp tuyến này, cái tiếp tuyến nó dời lên nè, cứ mỗi vị trí nó đều có một tiếp tuyến hết đó, chúng ta chỉ việc kéo lên dời lên thôi. Chúng ta phải chấm cho chính xác á, chấm đúng cái tiếp tuyến đó. Ở đây nè, đó, nó mới ló lên đó, ló lên như vậy nè. Đó, chúng ta cưng là cho hai bên để cho nó tròn nhất, nó đều nhất có thể. Đó, như vậy là khi đó là chúng ta sẽ có được một cái phần của cái dù này, cái điểm này nè. Đó, chúng ta là sửa, chung là mình có sửa đi sửa lại nhiều lần để thấy phù hợp nhất. Đó, ok, xong rồi. Rồi sau khi xong được một cái nhánh này rồi, chúng ta tiếp tục pen nhánh thứ hai. Nhánh thứ hai thì xuất phát ở đây. Nhưng mà nếu mà nhấp vô á, thì coi chừng nó sẽ trùng với điểm cũ á, là nó tưởng là mình vẽ nó thu hồi là điểm cũ á, không được, cho chúng ta không có kích vào điểm cũ, chúng ta sẽ dùng pen, chúng ta vẽ cái chỗ khác, chúng ta có thể vẽ xuất phát ở chỗ này, xuất phát ở chỗ này ha. Xong rồi qua bên đây mình vẽ cong lên, thì lần đầu thì cũng không cần, không có chính xác được liền đâu. Rồi chúng ta cứ vẽ như vậy trước, rồi những Alt thu hồi lại cái tuyến này, xong rồi vẽ lên. Thì lần thứ hai vẽ lên đó, chúng ta đừng có vẽ lại cái này nữa, vẽ lại thì nó không không giống trong trong phần trăm này đâu, chúng ta cứ đi bên trong, đi bên trong là được. Đó, đi bên trong đó, xong rồi tới điểm này là dừng lại đó. Xong đó nhấn shift cho thẳng hàng, hoặc là kích vào điểm dưới là thẳng hàng luôn rồi đó, cái này là nó trở về điểm này. Sau đó dùng shape tool chúng ta sửa cái đường cong này thôi, cái này nó có chút tuyến hết đó, chúng ta sửa lại cái trường nó kéo cái điểm ấy luôn á, cho nên chúng ta phải kích cho nó đúng cái tuyến nhỏ xíu này, lôi nó ra. Đó, chúng ta mới sửa bẻ nó lên, rồi sau đó sửa bẻ nó xuống, nói chung là bằng mọi cách làm sao cho nó đều là được. Ở trên hỏi cái ở trên mặt tính là lúc nào rồi? A là phím Alt đó, phím An là phím An, phím Alt đó. Đó, chúng ta vẽ như vậy. Đó, cố gắng càng càng cong càng đẹp càng tốt. Rồi như vậy xong thì chúng ta cứ tô màu đại đi, ví dụ cái này thầy tô nó là cái màu xanh bất kỳ ha. Còn cái hình kế tiếp á, là hôm nay thầy cho nó màu hồng hồng như đi đó. Thì cái này chúng ta chỉ việc cho cái này xuống dưới là xong thôi. Xuống dưới thì chúng ta vô Object, Order, và chọn cái là Back One, tức là xuống một bước. Phép tắt là Control Pay Down là xuống một bước đó, xuống một bước thì cái này nó che lại là xong. À, chúng ta đừng không nên vẽ lại lần thứ hai là nó trùng, là nó vừa trùng mà không chính xác nữa. Rồi thế thì hai cái này chúng ta chọn hai cái này xong, chúng ta chọn cái này, chọn cái kia ha, shift hai cái này nè, cho nó nhấn control
nắm cái nút này nè nè, lật sang bên phải, sau đó nhấp chuột phải hay chuột trái là copy, copy qua đây. Như vậy thế này. Rồi còn cái cán dù ở dưới này thì chúng ta dùng pen tool, chúng ta cũng chấm xuất phát là ở đây, chấm xuất phát là ở đây, xuống dưới đây, xuống dưới đây thì cố tình cho xuống đây luôn, thì cố tình luôn nè, cố tình xuống đây luôn, xong rồi mang ngang những xếp thẳng hàng này, cố tình qua đây luôn, xong rồi lên lên đây, cố tình luôn đó, thì cố tình như vậy thoát ra đó, thì vẽ cách như vậy. Sau khi vẽ xong rồi thì cái thứ này xong nhiệm vụ rồi thì xóa đi cho nó khỏi bị trùng, thì chúng ta chọn một phát là chỉ chọn đúng cái cạnh ta vừa vẽ thôi. Rồi sau đó thì sử dụng cụ sắp tool, thì chọn hai cái điểm này, thì chọn hai cái điểm này nè, cái nốt này và nốt này, thì thầy nó bo tròn đi, thì thầy vô window blockers, chọn là cái corners, nó ra cái bảng điều khiển này, thì cái radius thì tăng lên để nó bo tròn hai bên nó đều nhau cùng lúc luôn. Cho ta chọn hai bên rồi và nó bo giá trị này đó thì nó sẽ gặp nhau đó, tại đây là cái cuối cùng gặp nhau nhất apply, thì nó bo tròn như vậy thoát ra. Mở đóng bảng luôn cho nó mở rộng hơn. Rồi xong hết rồi thì bây giờ cái này nè, thầy sẽ cho nó dày hơn, cho cái độ dày viền dày lên ha, 1.5 nó dày là thêm nó đi 1.5 rồi thì 2 đấy, 2 ha. Rồi đồng thời khi mà 2 rồi á thì cái chỗ này nó chưa có bo tròn như thế này đó. Thì chúng ta cứ chọn cái nét này, sau đó nhấn phím F12 nha. Rồi nhớ thì F12 trên bàn phím thì nó sẽ ra cái bảng outline bench, tức là cái bảng này nó chuyên điều khiển cái, nó chuyên điều khiển cái độ dày viền. Thì ở đây nó có cái mục nó là cái line caps, cái line cap này thì chọn cái mục đầu tiên, thì khi đó cái chỗ này nè nó sẽ thẳng, nó thẳng ngang, nó ngang qua, nó ngang qua ha. Thì bây giờ nếu mà thầy chọn cái phần thứ hai gọi là round corner, xin lỗi, thầy đang làm line cap đúng không, thì chọn cái phần thứ hai nè, round cap đó, thấy nó bo tròn không, tự động nó bo tròn luôn nha. Và một thứ ba gọi là extend square cap, thì nó thay vì điểm này là kết thúc, nó lên chút xíu nữa, nó lên xíu nữa thì nó thẳng hàng luôn, nhưng mình không cần thiết, nhìn đầu tiên thì nó thụt xuống ha, và cuối cùng thì lên trên, đoạn ở giữa thì nó bo tròn, thì chúng ta chọn cái bo tròn đó, ok là xong. Khi đó cái cán dù chúng ta là nó đẹp lắm, nó bo tròn luôn rồi nè nha. Sau đó cuối cùng chọn hết tất cả, dời ra ngoài rồi, thế là tô màu thôi. Cái này tô màu đỏ không viền, cái này tô màu vàng không viền, thấy không phải, cảm nhận rồi, cái này tô màu vàng không viền, rồi cái này tô màu xanh không viền, cuối cùng cái này tô màu xanh không viền. Cái cán dù cái tô màu hồng, màu đỏ gì cũng được, và cho nó chú dưới cùng, chú dưới cùng thì bắt phím làm shift bay down ha, shift bay down là xuống dưới cùng đó. Còn control bay down là xuống một bước đó. Là sau khi là xong hết rồi, chúng ta chọn hết tất cả và group lại nhóm cho khỏi thất lạc, group lại rồi thì ta mang cái dù đi chỗ khác, xong thành đã vẽ xong cái dù này rồi nha. Ok, thầy luôn.